thể nào kiểm soát được cái map thi đấu và con tà thần sẽ ra, có lẽ là đội tuyển sẽ có lời. Bọn mình chỉ thí nghiệm một lần thôi, làm quá thì con lần sau sẽ nghĩ ăn. A few moments later. Nhưng Zedep thoát về được rồi, Broly. Amazing, good job em. Một lần nữa chúng ta nhìn lại đội hình xuất phát của hai đội tuyển, đó là Sài Gòn Phantom và Team Phát trong ván đấu thứ hai trong kèo đối đầu giữa Sài Gòn Phantom và Team Phát. Tỷ số hiện tại đã là 1-0 cho Sài Gòn Phantom và đây là ván đấu thứ hai. Đồng Năm sẽ di chuyển thẳng lên trên đường trên cùng với Rioma. Có một pha đụng độ nhẹ ở khu vực đường giữa và Daim đang băng vào rất sâu. Daim mới là người cầm cho mình vị tướng Richter trong trận đấu này. Nhưng đó là cú tuyết liên quá đẹp đến từ vị trí của Lạc Lạc. Hơi đáng tiếc là chưa có đủ sát thương. Gấu tìm thấy Zeref nhưng Zeref thoát về được rồi. Broly một máu nữa và Red có được điểm hạ gục chiến công đầu, nhưng ngay sau đó Red thì Bân cũng là người đã phải nằm lại. Red đang truy đuổi nhau cùng với Gấu và Gấu có được cho mình một cú câm lặng Red để khiến cho Red mất đi nhiều sát thương. Van Hen support và Daim với vị tướng đó là Richter đi ở vị trí đường rồng rất bất ngờ. Broly rất tâm đắc với Van Hen support ở trong những cái lúc thi đấu theo kiểu là đánh ranh thì anh ta rất thích cầm Van Hen support và cho rằng đây là một con bài rất tâm đắc của bản thân mình. Và lần này thì anh ta được chiều đánh Van Hen support ở trong trận đấu này, cầm đấu khí. Đây là chúng ta còn đang bị hơi bị nhầm này. Nhầm khi mà đặt nhầm vị trí. Có lẽ là ban tổ chức cũng không thể ngờ nổi cái nước đi này đến từ Team Flash. Nước đi này ban tổ chức không nghĩ nổi. Đúng là một nước đi quá dị đến từ bên phía Team Flash. Tưởng chừng như mọi thứ được đóng khung, nhưng bộ khung này nó không phải là như vậy. Đây là một bộ khung rất kỳ dị của Team Flash. Và Team Flash đang di chuyển với Daim và Broly. Họ đổi chỗ với nhau nhưng hai người chơi này thì vẫn đi cùng với nhau. Tại sao lại thế nhỉ? Tôi nghĩ rằng là đổi ngược lại nó vẫn có cái gì đó nó hợp lý hơn. Chúng ta sẽ cùng chờ xem câu trả lời sẽ đến với Team Flash. Biết đâu Van Hen full tank sẽ tốt hơn so với Van Hen full dam. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Đây là Zeref bị giữ lại bởi Daim. Daim đang có những cú chọc khá đau. Gấu đang băng vào. Có lẽ băng sẽ là mạng hạ gục tiếp theo đến từ bên phía của Team Flash và Bách là người có được điều đó. Đội hình này của Team Flash đánh nhau đầu game máu thì thôi rồi, cục xúc luôn. Gấu cũng đang đi roam liên tục để phần còn lại ADC muốn làm gì thì làm. Bốn anh em cứ đi cùng nhau, gặp là đụng là đánh thôi. Chính xác, nếu như đẩy nốt cả Jaina vào rừng nữa thì Jaina cũng là một lượng sát thương khổng lồ trong giai đoạn đầu của trận đấu. Nhưng kích đắc cũng là tương tự, phát ăn rồng mà không cần ADC. ADC ra chỉ để ăn hôi thành quả của đồng đội mà thôi. Trong khi đó thì đây là pha trả đòn đến từ Sài Gòn Phantom, nhưng họ chỉ cấu được lượng máu đến từ support Broly mà thôi. Một pha ép trụ đến từ bên phía của Team Flash. Sài Gòn Phantom có 3 người ở đây, còn Flash cũng chỉ là 3 bay vào đến từ vị trí của Bách. Bay rất đẹp và ADC là người được hưởng lợi. Red lên bảng đếm số. Sau đó là Lạc Lạc. Nhanh thế nhở. Đang là liên tiếp những điểm hạ gục thuộc về Team Flash. Nhưng đánh như thế này thì Team Flash vẫn cần phải quản lý tốt tài nguyên, bởi Flash đang đánh theo kiểu đánh nhau cục xúc. Và đây là nguồn sát thương cũng cực kỳ cục xúc đến từ bên phía của Team Flash. Một nguồn sát thương cục xúc khi Broly đã biến về thì ba thành viên còn lại vẫn có thể làm cho đối phương tan nát được. Rõ ràng là khi mà Flash bằng người hoặc hơn người thì đánh nhau với họ, lượng sát thương được tỏa ra đến từ Flash là rất ghê. Đây là Zeref bị bọc vào. Zeref đang bị mất máu không phanh. Và đây là pha băng vào của 5 thành viên của Team Flash đánh nhau theo kiểu 5-1. Bay rất đẹp đến từ vị trí của Xuân Bách và liên tiếp là những điểm hạ gục nữa thuộc về bên phía của Team Flash rồi. Bâng đang cố gắng giữ lại cho mình con bùa đỏ, nhưng Bâng thậm chí còn có nguy cơ phải mất mạng ở trong pha thi đấu này. Red băng vào về ba phi tiêu rất nhiều sát thương. Đồng Năm xuống từ bên phía cánh trên và đây là sự tan vỡ đầu tiên của Team Flash với chiến thuật của mình. Đây là sự tan vỡ đầu tiên và Flash nên nhớ rằng mặc dù đây là sự tan vỡ đầu tiên nhưng về mặt lượng tiền thì có lẽ ngay sau pha giao tranh này tiền sẽ cân bằng đến từ hai đội tuyển này. Sao tôi sẽ có cho mình lượng tiền cân bằng ngay sau một pha giao tranh thất bại của Team Flash. Một pha có thể nói là rất đúng đến từ bên phía của Team Flash và họ đã ngay lập tức bị trả giá bởi những mạng hạ gục. Đó là những mạng hạ gục liên tiếp dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Họ vẫn đang đi cùng nhau rất đông, đó là các thành viên của bên phía Team Flash. Ván thi đấu này thì nhiều khả năng Xuân Bách mới là chủ lực được dồn tài nguyên bên cạnh ADC. Cũng có thể Bách đang có KDA là 303 và cũng may cho Flash đó là hai người chơi đang có rất nhiều tiền và điểm hạ gục không phải là hai người chơi phải nằm lại ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Và vừa rồi là mạng hạ gục tiếp theo sau cú bay đến từ vị trí của Zata trong tay của Bách. Trận đấu đầu tiên là trận đấu mà Bách không được chơi và có lẽ trận này Bách muốn chơi bù. Và Bách cũng đang chơi rất tốt với Zata. Chúng ta cũng hay nói về iPod Pro, hay nói về Nunu với khả năng bay, nhưng cũng không thể quên rằng
là chúng ta cũng có một Zata cây nhà lá vườn bay cũng rất hiệu quả, đó là Xuân Bách. Lạc Lạc cũng có đôi lần sử dụng cho mình vị tướng Zata nhưng không thấm tháp vào đầu so với Bách, nhưng Lạc Lạc cũng là một trong những người chơi điều thuyền rất tốt. Và ở thời điểm hiện tại thì Sài Gòn Tôm không thua thiệt quá nhiều. Sài Gòn Tôm chỉ thua thiệt đôi chút về mặt mạng hạ gục. Và hãy thử tưởng tượng nếu như Bách và ADC nằm lại thì có lẽ lượng tiền thậm chí còn ngược trở lại thuộc về bên phía của Sài Gòn Tôm. Nên lối đánh này của Flat là một lối đánh vô cùng mạo hiểm. Quá mạo hiểm luôn. Tôi không hiểu là sát thương trong giai đoạn sau đến từ đâu khi mà Van Hên được đặt đến vào vị trí trợ thủ như thế này. Đến từ bùa lợi. Tôi nghĩ rằng họ muốn đánh bằng bùa lợi. Và đây là pha băng vào. Tiếp theo Bách đã bắt đầu bay. Bách bay là khá đẹp. Điểm hạ gục tiếp theo cho Bách. Nhưng Bách có lùi được hay không? Bách đã lùi được. Thậm chí không. Bách còn băng xương. Bách có lùi được hay không? Đồng năm. Đồng năm đã chấm dứt được đi Xuân Bách. Và đó là điểm chấm dứt đầu tiên. Nếu như ADC cũng bị chấm dứt thì đó sẽ là hai thành viên xanh nhất của bên phía đội tuyển Team Flash. Và Đồng Năm không tham gia nhiều trong những cuộc đánh nhau ở giai đoạn đầu, nhưng cũng vì thế mà Đồng Năm có được một lượng tiền lớn. Và một con trâu như Đồng Năm thì không dễ để bị dứt điểm nhanh bởi những sát thương cục xúc của bên phía Team Flash đang cố gắng truy đuổi, đó là Daim và Prui. Nhưng như đã nói thì Đồng Năm có sự lì lợm của mình. Xuân Bách đã quay trở lại, nhưng đó là một quả cầu băng xương. Bách đợi quả cầu băng xương nhưng Lạc Lạc sử dụng tốc biến để né đi sát thương đến từ Thiên Dực. Rõ ràng đó đã là khu vực trụ của Lạc Lạc, và Lạc Lạc đã xử lý an toàn trong thi đấu vừa rồi. Rõ ràng trong quãng thời gian vừa qua thì Gấu cũng đã bị thua thiệt rất nhiều về mặt lượng tiền. Băng vào đánh rất khô máu đến từ Team Flash. Đánh cực kỳ khô máu, họ có thể băng trụ ở bất kỳ một vị trí nào ở trên bản đồ. Và thậm chí đó là trụ đường trên đường ta thân xe ra mà Bâng đang cố gắng để tích lũy lượng tiền cũng bị động vào. Nhưng tôi nghĩ rằng đây là cách đánh duy nhất của đội hình như thế này. Và mặc dù là Team Flash đang có rất nhiều những điểm hạ gục với nhiều pha băng trụ và xử lý kỹ năng khá tốt, nhưng nó không đem lại một cảm giác yên tâm dành cho các fan hâm mộ của Team Flash. Tôi tin là như vậy. Chắc chắn là một lần sai của họ phải bằng 3 lần sai của Sài Gòn Tôm. Mỗi một lần sai của Team Flash phải trả giá phải tương ứng với khoảng 3 lần sai của Sài Gòn Tôm. Và Flash vẫn đang đúng nhiều hơn. Nhưng nếu như những lần đúng nhiều hơn nó chỉ đơn giản như thế này thì vẫn còn cơ hội cho Sài Gòn Tôm còn nguyên. Đồng Nam, Đồng Nam, ADC băng vào một nhịp hơi liều đến từ ADC khi trước đó chỉ là nửa cây máu mà thôi. Đồng Năm có lẽ chờ sợ một pha upplay với lại cả băng xương của ADC à? Chứ làm gì mà đến nỗi mà Đồng Năm không hạ gục được nhỉ? Nếu như đó là một cú bổ thì Đồng Năm có thể bổ được ADC, nhưng có lẽ nghĩ rằng ADC còn băng xương nên mới dám liều như vậy. Thật ra ADC cũng chỉ dọa thôi, ADC cũng chẳng có băng xương trên người. Đúng là ADC không có quả cầu băng xương ở trên người. Bây giờ thì khoảng cách về lượng tiền vẫn chưa được kéo giãn ra một chút nào cả. Thời gian càng trôi thì Sài Gòn Phantom chắc chắn là càng thích. Và Team Flash vẫn đang chưa thể tổ chức được những đợt công trụ đem lại hiệu quả là những mục tiêu lớn. KA của Red là khá ổn ở thời điểm hiện tại. Với điểm KA là 213, Red đang có 4.000 tiền. Lượng tiền cao hơn so với lại cả Van Hên của đối phương, bởi Van Hên chỉ là một trợ thủ. Nhưng đây là cú cướp rồng đến từ vị trí của Proe. Một tình huống cướp rồng đẹp mắt của người chơi giữa bên phía Team Flash ở khu vực đường giữa, bắt đầu tấn công vào trụ rồi và đã có trụ. Người hạ gục trụ là ADC. Tiếp tục đánh người, đó tiếp tục là Thiên Dực của Xuân Bách, nhưng ZF phải bị hạ gục bởi sát thương cuối cùng đến từ Gấu từ bên Hồng. Bơm cũng đang có sát thương. Đồng Năm tới, một con trâu đang đi đầu, nhưng phía Sài Gòn Phantom không có ai đi theo Đồng Năm ở tuyến sau để có thể đánh nhau lại với Team Flash đã rút về. Có cảm tưởng Flash sẽ đánh nhau ở bất kỳ vị trí nào mà họ đụng độ phải đối phương, dù đó có là đường đơn hay đường giữa hay đường dưới thì cũng vẫn là đánh nhau. Flash đang hơn đối phương 2.000 tiền. Sài Gòn Tôm đang có một ván đấu bị lép vế hơn ở trong giai đoạn đầu của trận đấu khá nhiều. Nhưng Sài Gòn Tôm đang chỉ thua như vậy là gần 2.000 tiền mà thôi. Trận đấu vẫn còn dành cho cả hai bên. Và đây là giai đoạn mà Flash buộc phải tăng tốc. Họ phải có được mục tiêu lớn, đó là tà thần xe ra chẳng hạn, thì mới có thể cụ hóa được lợi thế từ đội tuyển này. Bởi nếu có tà thần xe ra thì kể cả Van Hên lên đồ thủ vẫn có thể bén trụ bình thường. Đồng Nam, Đồng Nam đang bị tấn công bởi Proe và Xuân Bách. Xuân Bách tiếp tục sử dụng thiên dực của mình. Đồng Nam mới là người có quả cầu băng xương. Bơm lên bảng điểm số quá nhanh. Onslaught dành cho ADC rồi. Đại Im đang tới từ bên hông chờ đội băng vào. Đã băng vào với tất cả tốc biến của mình, bật lên chiêu cuối vùng diệt quỷ. Lạc Lạc phải lùi về, Red cũng sẽ phải lùi về mà thôi. Thêm một trụ nữa ở khu vực đường giữa. Và đúng là Team Flash đã đẩy nhanh được tốc độ ván đấu ở trong những phút thi đấu giữa trận này. Tôi biết rằng giống như anh Dũng nói, đó là Team Flash, các fan hâm mộ của họ, các Flazer sẽ không yên tâm với lối đánh này. Nhưng không yên tâm không đồng nghĩa việc không thích. Tôi nghĩ rằng fan hâm mộ của Flash thích lối đánh này, bởi vì đây là một lối đánh mang lại sự hứng khởi cho đội tuyển nào sở hữu nó. Đó là một lối đánh trên phân ở trong bất kỳ một pha giao tranh nào. Lối đánh giao tranh bao giờ cũng mang lại cảm xúc tốt. Tuy nhiên thì đúng là như vậy, nó là một sự gì đó không chắc chắn. Nhưng Flash vẫn đang làm tốt ở trong những giây phút vừa qua. Họ có được lợi thế, và liệu họ có ăn tà thần xe ra ở phút thứ 9 hay không? Sài Gòn Phantom đang phải nín nhịn chờ thời. Sài Gòn Phantom đang chờ thời.
Bây giờ khi nghĩ lại sâu sâu hơn một tí thì tôi thấy rằng là trong giai đoạn cuối, đúng là nếu như nói về sát thương đơn thuần của xạ thủ thì Team Flash gần như là không có thật. Nhưng trong những pha giao tranh thì có khả năng là Team Flash vẫn thắng giao tranh so với Sài Gòn Phantom. Tức là cứ ồ vào đã. Cứ ồ vào, đánh hơn người đã. Sau đó thì sát thương đánh trụ sẽ nhờ vào việc là chúng ta thắng giao tranh. Chứ không phải là chúng ta cứ phải là kiểu như kiểu là bào trụ kiểu tầm xa. Flash đang làm như vậy và chúng ta cùng chờ xem Flash có làm được như vậy hay không. Chọn một bể tướng thật mạnh để giao tranh đầu trận. Và sau đó ồ thẳng vào đội hình của đối phương. Bách đang bay múa ở trong trận đấu này, có thể nói là như vậy. Mặc dù điểm cây đây của anh ta không ấn tượng so với ADC, những lượng sát thương mà Bách tỏa ra ở trong những giây phút vừa qua là lượng sát thương chủ chốt của bên phía đội tuyển Team Flash. Về sau thì sát thương vật lý của Team Flash cũng không phải là ít. Họ có Kricknack, họ cũng có Yena lên Thương Long duy nhất. Rồi. Và đang hướng tới cho mình Nanh Fenry. Đồng năm. Đồng năm không cứng như trong trận chung kết đấu trường danh vọng mùa đông năm 2020. Van Hên áo choàng băng đang vô cùng khó chịu với những con trâu như là Đồng năm. Ở trong giai đoạn sau trận đấu thì Van Hên có thể lên một món trang bị duy nhất thôi, đó là một cái kiếm phân đi. Thì đã đủ sát thương để có thể cào máu của Đồng năm rất dễ rồi. Bởi việc mà Ploy cần làm nó cũng đơn giản thôi, chứ không phải là một nhiệm vụ cao cả là của một AD carry nào đó. Và đây là con tà thần xe ra đầu tiên dành cho Team Flash ở thời điểm phút thứ 10-30. Chúng ta sẽ cùng chờ xem họ làm được gì với con tà thần xe ra này. Ở một phương trời xa thì Red vẫn đang tích lũy. Anh ta đã không giao tranh trong những phút vừa qua rồi. Bâng thì quá khổ, cái đây là một năm. Còn Red vẫn là niềm hy vọng, có thể hy vọng được. Mặc dù lượng tiền của anh ta chỉ bám đuổi so với Bâng, nhưng là lượng tiền giàu thứ 3 của bản đồ và chỉ thua ADC cùng với Bâng mà thôi, thì Red hoàn toàn có thể đóng vai trò là một pha giao tranh tỏa sáng ở trong trận sau. Hơi tiếc cho Red đó là anh ta không sử dụng cho mình cái thanh tẩy. Và với việc không có thanh tẩy thì việc lao vào giao tranh với một chuỗi phi tiêu cũng là tương đối khó. Đặc biệt là phía bên kia thì Proi chỉ cần ấn nhẹ một chiêu thức thôi là có thể ngắt đi chiêu cuối đến từ 2 AT của phía bên này rồi. Cái trụ thứ 5 vừa được bào đi bởi ADC. Flash đang đánh theo đúng tuyên bố của họ, đó là không còn gì để mất ở trong trận đấu này. Tôi cũng chưa hiểu rõ lắm về Team Flash, nhưng rõ ràng là họ đang có một ván đấu YOLO. Và đây là pha bay vào của Bách. Bách đã bay rất nhiều sát thương, ZF thấp máu rồi. Proi là người có được điểm hạ gục, 4 thành viên của Sài Gòn Phantom phải lùi về. Nhưng đây là một pha chăn vào quá kinh khủng đến từ bên phía của Team Flash. Những cái chuyển sinh đang bắt đầu được sử dụng. Red vẫn còn, bão vi tiêu đến từ Red, khá nhiều sát thương, thêm cả chiêu cuối đến từ Lạc Lạc. Nhưng Team Flash vẫn còn 3 người. Có điều là hơi tiếc cho họ, họ hết lính rồi và chỉ có được một đường lính siêu cấp mà thôi. Chưa thể kết thúc ngay ván thi đấu này ở những giây này. ADC đang đến. Nhưng ADC đã quay trở lại với cái chuyển sinh của mình. Và bây giờ chỉ còn Đồng năm và Red mà thôi. Red đang phải cố gắng làm tất cả có thể. Red đã bắn gục được Xuân Bách, đó là một tín hiệu rất tốt. ADC cũng đang thấp máu cùng với Gấu và Daim. Đồng năm chưa bị hạ gục và cũng thêm một lần nữa là hết lính, chỉ còn lại một mình con rồng tiên phong. Đồng năm bị hạ gục nhưng Red vẫn đang là niềm tin cuối cùng chấn giữ những cái đường, những cái công trình của bên phía Sài Gòn Phantom. Và ZF đã ra một trụ thôi ra, và Lạc Lạc cũng đã ra. Phá bắn gục Xuân Bách vừa rồi của Red cứu lại trận đấu này cho Sài Gòn Phantom. Bởi nếu như quả đó Bách bay được thì có lẽ trận đấu này sẽ chấm hết. Và đó là một pha thi đấu không bay nổi lên rời đến từ vị trí của Xuân Bách. Và qua đó trận đấu này vẫn còn. Còn trận đấu thì Sài Gòn Phantom còn có thể cố gắng gượng được. Lượng tiền là 5.000 tiền và họ chỉ mất một trụ mà thôi. Thời điểm phút thứ 12 có lẽ, và bây giờ thì chuyển sinh cũng sẽ không còn nữa. ADC đã sử dụng nốt cái chuyển sinh cuối cùng của mình trước khi mà chuyển sinh bị mất đi thì phải. Và đó là bối cảnh mà Flash muốn end game. Nhưng Flash không thể end game. Và sẽ cùng chờ đợi xem còn điều gì thú vị của trận đấu này ở trong giai đoạn sau của trận đấu, sau một pha hút chết của Sài Gòn Phantom. Một pha hút chết nhưng nhờ pha thi đấu đó mà Red cũng lại đã lớn lên. Red đã có full trang bị sát thương của mình và không lựa chọn giáp hộ mệnh, thay vào đó sẽ là huân chương choi để hạn chế sức mạnh đến từ vị trí của Xuân Bách, người đang tạo ra rất nhiều sát thương bên phía Team Flash ở trong những pha giao tranh và cũng thường xuyên là người chủ động băng vào mở giao tranh với Thiên Dực, chứ không cần chờ đợi những đấu sĩ như là Daim hay là Gấu phải tạo tiền đề cho mình. Và ở trong trận đấu này thì chúng ta quay trở lại với KDA. Rõ ràng ADC đã bị mất đi mạng sắt đao và qua đó thì lượng tiền đã quay trở lại một phần với Sài Gòn Phantom. Cú chọc đến từ vị trí của Bâng. Gấu vẫn lao lên ở trong tình huống thi đấu vừa rồi, bởi đằng sau anh ta vẫn còn một đống những đồng đội của mình. Và bây giờ thì Flat đang muốn kiểm soát Hantar, không phải là dễ dàng. Tìm thấy Red hất tung được hai lần nhưng Red đã thoát ra được vị trí an toàn và đây mới là người phải mất tốc biến để bỏ chạy. ADC căng, đang nấp được ở trong cái bụi này. Bây giờ thì căng rồi, bây giờ thì căng hơn rồi. Flash đã có một pha xử lý không thể thành công. Đồng năm đang muốn lao ra nhưng ADC đang được thoải mái ăn cho mình con tà thần xảy ra. Không, ADC cũng phải lao ra rồi. Bây giờ thì Flash muốn liều ở hang tà thần xảy ra lần này nhưng Sài Gòn Phantom đang tràn lên rất kịp thời
và Flat phải bỏ ăn tà thần xảy ra. Rất căng thẳng, rất căng thẳng. Daim một lần nữa băng vào, lại tìm thấy vị trí của Red. Red đang phóng ra những chuỗi phi tiêu khá chuẩn xác, nhưng Xuân Bách bay vào tìm thấy vị trí của Red, lấy đi nửa cây. Ở phía này thì ADC mất đi cho mình giáp hộ mệnh rồi, kịp lên cho mình đó là liệp đoạt mệnh, và nó giúp cho ADC sống sót. Còn bên phía Sài Gòn Phantom mất hai người, tiếp tục băng vào và đập bưng đã bị bắn gục rồi. Lại thêm một lần nữa, Red cùng với Đông Nam là những cơ hội duy nhất, và lại thêm một lần nữa thì Xuân Bách không bay được ở nhịp cuối cùng. Đó là Bách đã bị dừng bay, và một lần nữa Bách bị cản trở, và qua đó thì Sài Gòn Tôm vẫn giữ được. Và đâu này, Đồng Năm đang lao ra, anh ta có dám ra để hàng tà thần sẽ ra không? 2-4 và Đồng Năm vẫn ra. Đồng Năm có thể ra đây để kết liễu đi một thành viên đến từ bên phía của Team Flash. Pro E vẫn còn ở đây, 4 thành viên của Team Flash lao vào, Đồng Năm sẽ bị hạ gục. Red thì sao? Red còn một mình, quá đơn độc, Red phải lui về. Như vậy pha lao ra vừa rồi của Đồng Năm cũng là hơi vô nghĩa mà thôi. Pha thi đấu vừa rồi là một pha thi đấu mà rõ ràng là bên phía của Flash đã chiến thắng nhờ vào lượng tiền, bởi ADC đã có giáp hộ mệnh, còn Bung thì có lẽ là chưa. Và trong tình huống đó thì rõ ràng là Flash có được cho mình nhiều mạng hơn so với đối phương. Nhưng một lần nữa Bách thất bại ở trong một tình huống có thể nói là quan trọng của ván đấu. Red đang đứng một mình ở đây, và nếu như lộ sai luôn thì Red cũng sẽ hạ gục đấu luôn. Wow, Red đang thật sự là người gánh Sài Gòn Phantom ở trong ván thi đấu này, một quyết định rất táo bạo. Daim cũng đang thấp máu ở giữa các vòng vây của bên phía Sài Gòn Phantom. Lạc Lạc shutdown được người chơi đấu sĩ thứ hai bên phía Team Flash rồi, mất hai đấu sĩ hai đường đơn thì con rồng bạo chúa này không nằm trong tầm quyền soát của Team Flash nữa. Ván đấu này sẽ quay trở lại với Sài Gòn Phantom sau ván thi đấu mà tôi đã nghĩ rằng Red sẽ hạ gục gấu luôn, nhưng Red đã không dám làm điều đó ở trong nhịp đầu tiên bởi vì anh ta không cầm thanh tẩy. Nhưng ở nhịp thứ hai thì là có. Red sẽ là người sở hữu được cho mình quyền năng hắc ám. Trận đấu này quay trở lại rõ rệt với Sài Gòn Phantom. Lượng tiền cũng đã gần như được cân bằng rồi, chỉ còn là hơn 1.000 tiền ở phút thi đấu thứ 16 này mà thôi. Về ngưỡng full đồ thì Sài Gòn Phantom cũng gần đạt được cả rồi. Sẽ là một cái thuận nham thạch được lên tiếp theo đến từ vị trí của Đồng Năm để bổ sung thêm lượng chống chịu của mình. Và khi đó thì những sát thương của bên phía Team Flash sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ thì Sabia Alonso chưa chắc là Team Flash đã thắng được Sài Gòn Phantom như trong giai đoạn đầu, cứ lao vào hùng hục nữa. Và rõ ràng trong cuộc đối đầu của khoảnh khắc thì Sài Gòn Phantom đang thắng thế hoàn toàn. Những khoảnh khắc của Red, những khoảnh khắc của Bách, nó cho thấy rằng Sài Gòn Phantom đang có được cho mình sự có lẽ là một chút may mắn nữa, một chút may mắn nữa. Đây là một cuộc đối đầu có cả một sự may mắn nữa, bởi vì chỉ một chút nữa thôi thì mọi thứ sẽ chấm hết với Sài Gòn Phantom. Nhưng mọi thứ đã quay trở lại rõ ràng hơn. Sài Gòn Phantom đã qua rồi cái thời kỳ mà họ phải nín nhịn Team Flash nữa. Bây giờ là khoảng thời điểm hai bên giao tranh thì Sài Gòn Phantom có lẽ mới là đội tuyển có lời. Sài Gòn Phantom đã bắt đầu chiếm được sai ở khu vực hang tà thần xê ra rồi, và con tà thần xê ra thứ 3 của ván thi đấu này, Team Flash sẽ phải làm như thế nào đây? Trong khi đó thì Daim cùng với ADC đang ở nửa dưới bản đồ, còn lại 5 thành viên của Sài Gòn Phantom toàn bộ đang ở nửa trên bản đồ để bảo vệ hướng tấn công trụ của Red. Nhưng ở đây 5 thành viên của Team Flash đã bắt đầu băng vào. Sabi Alonso rồi, ZF bị hạ gục, 2 thành viên bị hạ gục. Và đây hoàn toàn có thể là cơ hội để cho Team Flash có thể kết thúc ván thi đấu này. Vẫn đang là Red ở bên hông với các quyền năng hắc ám. Một mình Red đã vào với 3 phi tiêu, và Red vẫn tiếp tục sẽ là người gánh ván thi đấu này dành cho Sài Gòn Phantom. Red đi quyền năng hắc ám, Red không có cho mình giáp hộ mệnh và chỉ còn một mình băng trên bản đồ mà thôi. Trong khi đó Team Flash có 3 người. 3-1 và tình huống thi đấu cuối cùng băng cũng đắp máu rồi. Tuấn Linh sẽ tràn vào, băng về nhà và hồi phục được 3 thành viên của Team Flash. Tất cả 3 thành viên của Team Flash cũng không bằng được lượng máu của băng, nhưng băng đang bị lao vào, băng có thể bị hủy diệt không? Băng mình vẫn rồi, giáp hộ sinh mà thôi. Bên phía Team Flash không thể thanh trụ được lâu hơn, họ phải lui về. Ôi, ván đấu vẫn còn dành cho Sài Gòn Phantom. Quá đen dành cho Team Flash ở trong ván thi đấu này, họ phải làm như thế nào đây? Chúng ai là người đánh người chứ không phải đánh trụ, mất giáp hộ mệnh nhưng cũng không còn băng ở trên bản đồ nữa. Không còn sẽ ra và hết lính rồi. Quá tiếc dành cho Team Flash. Rất hay, một ván đấu rất cảm xúc. Và với sự lựa chọn của mình thì Team Flash đã đẩy ván đấu này lên cao trào. Một ván đấu ăn miếng trả miếng. ZF đang chạy lên với cái dây tốc anh của mình. Sài Gòn Phantom kiếm lại được thế kiểm soát bản đồ sau khi mà đối phương không thể kết thúc được đi trận đấu này. Team Flash đã làm quá tốt ở trong những pha giao tranh giai đoạn cuối của ván đấu, giai đoạn mà họ cũng đã bị hạn chế đi lượng sức mạnh khi mà các vị tướng bên phía đối phương cũng đã đạt được ngưỡng trang bị của mình. Nhưng họ vẫn tìm cách để chiến thắng những pha giao tranh, tìm cách tiến đến nhà chính của đối phương thông qua đường lính siêu cấp duy nhất. Chỉ có điều là may mắn đã không mỉm cười với họ hết lần này đến lần khác,
Và nói theo một cách khác thì Sài Gòn Phantom cũng đang có sự lì lợm và có cả những sự xuất sắc cá nhân, đặc biệt là vị trí của Red ở trong ván thi đấu này. Một cú chuỗi phi tiêu quá tuyệt vời và sau đó là một cú bã phi tiêu cực kỳ tuyệt vời đến từ vị trí của Red. Con tà thần sẽ ra tiếp theo, nó dành cho đội tuyển Team Flash và họ đang tìm thấy vị trí của Red chẳng. Chúng ta sẽ cùng chờ xem Red đang không bị lộ. Red thậm chí còn đang dò lại mục tiêu của đối phương. Đây là ZF bảo dẫn. ZF có lẽ không quá khỏe. ZF cũng chỉ là ô ma trong đoạn cuối trận mà thôi. Nhưng đó là Thuận Nham Thạch. ZF có Thuận Nham Thạch ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Và Red cũng đã lùi về, năm vẫn là năm. Và giờ này thì tà thần sẽ ra không còn được tác dụng nhiều như giai đoạn đầu và giữa trận nữa. Team Flash vẫn cứ ồ vào ở trong tất cả những pha giao tranh như trước thể họ vẫn vậy. Đồng Năm vẫn đang lao lên. Nhưng Đồng Năm có khỏe đến như vậy hay không? Đồng Năm Thuận Nham Thạch khiến cho Đồng Năm có một lượng gia bảo rất lớn, nhưng Bách vẫn đang đóng vai trò rất lớn trong những pha giao tranh. Đồng Năm bị hạ gục rồi, nhưng điều quan trọng là Red đang được chơi. Red tìm thấy ADC, không còn ADC trên bản đồ nữa. Các thành viên của Team Flash đang yếu máu từng người một, mất hai người. Họ đang phải toán loạn bỏ chạy. Có lẽ là ván thi đấu này vẫn chưa khép lại với Team Flash khi mà Sài Gòn Phantom chỉ có 4 người mà thôi. Và nhưng chúng ta có thể thấy một điều rất rõ ràng là đã đến phút thứ 20 này thì những pha giao tranh Team Flash không còn là những người chiếm được thế chủ động nếu như Sài Gòn Phantom có đủ cả 5 người. Bách vẫn đang cố gắng hết sức mình để có thể làm được điều gì đó ở hang tà thần xe ra, nhưng không cho làm điều đó. Đó là Sài Gòn Phantom họ ăn rất chậm, họ ăn rất chậm và Bách không thể lao vào. Và qua đó thì tà thần, chính xác là rồng bạo chúa và quyền năng hắc ám đã thuộc về Red một lần nữa. Hãy nhìn vào cách mà Red đã gánh team với quyền năng hắc ám ở trong tình huống giao tranh trước đó. Chỉ cần Red nằm lại sớm hơn một chút thôi thì chắc chắn một mình băng là không thể đủ để chống chọi với 4 hoặc 5 thành viên của đối phương. Nhưng Red đã đứng vững được quá lâu và qua đó thì trận đấu vẫn còn cho Sài Gòn Phantom. Điểm hạ gục là 16 và 28, nhưng ở thời điểm này mọi thứ vẫn đang là rất khó đoán. Đúng là mọi thứ đang rất khó đoán, bởi vì Team Flash vẫn hoàn toàn có thể thắng lợi ở trong một giao tranh nếu như họ khiến cho Red không được chơi game. Nhưng có lẽ là họ phải đợi. Ở thời điểm này thì họ hiểu rằng là mình phải đợi. Và có lẽ là những pha thi đấu băng vào và không có được may mắn cũng sẽ khiến cho tinh thần lao vào của Team Flash phần nào đó nó sẽ bị nhụt đi đôi chút. Flash đã có được cơ hội kết thúc ván đấu 3 lần và họ đều thất bại. Họ đều không thể kết thúc được đi ván đấu với những lợi thế mà họ có. Một chút sai lầm và chính xác là một chút thiếu may mắn và một chút lì lợm của Sài Gòn Phantom là đủ để khiến cho ván đấu này trở thành một ván đấu vô cùng hấp dẫn đợi mùa giải năm nay. Có lẽ ở tất cả các quốc gia thì mọi người đều đang chứng kiến trận đấu này với một sự thích thú nhất định, khi mà AOG Việt Nam đang thể hiện một ván đấu có thể nói là còn hay hơn cả Somet. Mãn nhãn, rất mãn nhãn. Nó vừa có những pha giao tranh của Somet, nó lại vừa có tính chất căng thẳng của một trận đấu ở trong một giải đấu lớn. Lá bây của giờ thì ta còn Phantom mới là những người Alonso. Vòng lại từ tuyến sau rất đẹp mắt đến từ vị trí của Daim nhưng đang hơi đơn độc. Daim tạo ra nhiều sát thương, chống chịu cũng là khá lâu. Nhưng Daim hết giáp hộ mệnh rồi, đang bị Red tìm thấy. Red còn nguyên chân người của mình, đó là quyền năng áo. Cái Thuận Nham Thạch của Sài Gòn Phantom đang giúp cho họ chống chịu được rất nhiều. Quá nhiều Thuận Nham Thạch đến từ Sài Gòn Phantom. Đồng Năm đang vào trên đường và quá sâu. Red băng vào. Red ra cũng được một mục tiêu không. Đó chỉ là giáp hộ mệnh của Bách mà thôi. Nhưng Bách đã bị áo cũng ở trong tình huống tiếp theo. Bên phía của Sài Gòn Phantom vẫn còn 4, còn Flash chỉ còn 2-3. Nhưng 4-3 cũng sẽ chỉ giúp cho Sài Gòn Phantom có được con tà thần xê ra. Nhưng nó cho thấy rằng trong hai pha giao tranh gần nhất thì Sài Gòn Phantom là đội tuyển có lời và họ sẵn sàng giao tranh rồi. Chắc chắn là Sài Gòn Phantom sẵn sàng giao tranh ở bất kỳ một thời điểm nào của trận đấu rồi. Lợi thế mà Sài Gòn Phantom có được duy nhất là vị trí của Red, còn lại tôi nghĩ rằng là cân bằng. Nhưng quá nhiều Thuận Nham Thạch và sự chống chịu lì lợm nó khiến cho Red được chơi. Có lẽ là như vậy. Quá nhiều Thuận Nham Thạch mà bên phía Sài Gòn Phantom có được ở trong trận đấu này nó khiến cho Red được chơi. Đó là hai Thuận Nham Thạch và sức chống chịu rất mạnh đến từ bên phía của đội tuyển Sài Gòn Phantom. Sài Gòn Phantom là một đội tuyển đánh theo cái kiểu gọi là chia rất rõ ràng. Người tanh là tanh, người đam thì vẫn là đam. Còn bên phía của Flash thì ai cũng có khả năng đam, nhưng khả năng tanh là khá hạn chế so với Sài Gòn Phantom. Đồng Năm sẽ bị mất đi một chút khả năng chống chịu, nói cách khác là nhiều khả năng chống chịu, bởi vì Đồng Năm đang chưa đủ đồ để bán đi cái quả cầu băng xương lên vội và thay thế bằng một đồ nào đó khác. Đó là pha băng vào mà Đồng Năm tính rằng là mình bấm kịp băng xương, nhưng Đồng Năm đã tính sai. Daim thì rất tự tin để có thể đi vào nơi ba thành viên của Sài Gòn Phantom đang đứng như thế này. Trong khi đó thì ở thời điểm hiện tại Pro E cũng bắt đầu trở thành sát thương chủ lực. Vừa rồi là một món trang bị nữa mang tính chất chủ lực của Pro E, và đó là cái kiếm Muramasa. Gấu có được cho mình cái giáp hộ mệnh thứ hai, và đây là giáp hộ mệnh cuối cùng của rất nhiều thành viên rồi. Daim băng vào, Daim bị đánh rất đau và Daim có thể sẽ bị hạ gục chăng? Không, Daim chưa bị hạ gục trong tình huống này. Ở trong một góc hẹp như thế này thì Sài Gòn Phantom đang tạo ra được rất nhiều điều. Lạc Lạc cũng đang có một tư thế thoải mái ở tuyến sau. Red có điểm hạ gục thứ ba liên tiếp của mình, nhưng vẫn chỉ là một người của team có thể thắng luôn.
có thể thắng luôn đến từ Sài Gòn Phantom. Họ lợi người và họ sẽ bắt đầu lao vào trụ đường dưới của bên phía Team Fast. Bách bắt đầu bay lên, Bách bay lên khá đẹp trong tình huống này. Ploy đang ở phía sau xả sát thương. Zeref thấp máu quá, chịu quá nhiều sát thương và anh ta không chống chịu nổi nữa. Đánh ngược trong cái trong nhà ra. Chống chịu Red, Red băng vào. Băng vào. Không được. Đi à gục. Trong khi đó Team Băng vẫn còn băng vào. Ba thành viên của Sài Gòn Phantom không thể kết thúc được đi trận đấu này bởi Sài Gòn Phantom cũng chỉ ngang người so với Team Fast mà thôi. Sài Gòn Phantom không chạy về nhanh là họ còn bị Team Fast dí nữa cơ. Vẫn sẽ chỉ là một đường lính siêu cấp mà thôi và ván đấu vẫn chưa thể khép lại như thế này. Nó đã đủ hay rồi nhưng hai đội tuyển này vẫn sẽ còn khiến cho nó trở nên hay và căng thẳng hơn thế này nữa. Đây là một ván đấu ở đẳng cấp thi đấu cao và một tính chất thi đấu YOLO. Một đẳng cấp thi đấu kỹ năng cá nhân rất cao của hai đội tuyển nhưng nó lại kèm theo một sự thoải mái ở trong lối đánh. Nó đủ hay để khiến cho chúng ta không thể rời mắt khỏi màn hình trong bất kỳ một phút giây nào cả. Và ở thời điểm hiện tại, quyền kiểm soát hang rồng bão chúa đang thuộc về bên phía của Team Fast. Băng đang ở đây và rình rập. Đồng Năm chưa dám ra, Băng đã ra. Điều đó đồng nghĩa việc Đồng Năm cũng sẽ ra. Quyền đang ám danh cho Băng. Không, Băng không. Băng mất ra bộ bệnh rồi. Và tỉnh lại thì cũng sẽ không còn Băng nữa hay chăng đây? Băng đã đổi được đồ nhưng cuối cùng thì Băng cũng đã phải lên bảng điểm số. Đồng Năm là người thứ hai. Liệu đã kết thúc chưa? Ván đấu này liệu đã kết thúc chưa? Phút 25 của trận đấu, Team Fast có được cho mình quyền năng hắc ám đến từ vị trí của ADC và rồng bạo chúa thuộc về Team Fast. Bây giờ thì bên phía của Sài Gòn Tôm chỉ có 3. Team Fast sẽ đánh vào đường nào và đánh như thế nào? Họ mới chỉ có một đường lính siêu cấp và cả hai bên đều là như nhau. Team Fast đánh là 5, còn Sài Gòn Tôm chỉ là 3. Chúng ta cùng chờ xem pha giao tranh có thể là pha giao tranh quyết định của trận đấu này. Red còn ra bộ mệnh nên nhớ Red còn ra bộ mệnh. Người gánh team của Sài Gòn Phantom ván thi đấu này vẫn đang còn. Nhưng băng vào khép góc rất hay đến từ vị trí của Daim. Đồng đội của Red mất giáp bộ mệnh rồi. Daim cùng gấu vẫn đang không cho Red được xả sát thương ra tuyến sau. Chỉ còn một mình Red mà thôi. Không thể làm gì được nữa. Nhưng một lần nữa là hết lính bão vi tiêu đến từ Red. Lần này nó không phải là thứ để gánh team nữa. Và một đều. Một ván thi đấu quá tuyệt vời của Sài Gòn Phantom và Team Flash. Một chúc mừng Team Flash với ván thắng này. Một đều cho Sài Gòn Phantom, một cho Team Flash và một cho Sài Gòn Phantom. Cảm ơn Team Flash và Sài Gòn Phantom đã cống hiến cho chúng ta một ván đấu có thể nói là để đời của giải đấu quốc tế. Một cuộc nội chiến thực sự để khiến cho cả thế giới nhìn vào phải cảm thấy thích thú. Một trận đấu rất hay.